trách nhiệm của tòa án trong việc thu thập tài liệu chứng cứ trong giải quyết vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự và các vụ việc khác thuộc thẩm quyền của tòa án. Đây là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm khi góp ý vào dự thảo luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao việc tiếp thu chỉnh lý đối với nội dung này. Theo đó, thì tòa án không từ chối, từ bỏ việc thu thập chứng cứ. Theo thông báo các đồng chí có trong tay. Dự thảo trước đây quy định tòa án không có nghĩa vụ thu thập tài liệu chứng cứ. Góp ý cho dự thảo luật, nhiều đại biểu Quốc hội tán thành quy định này, nhưng cũng có nhiều ý kiến không tán thành và đề nghị quy định một số trường hợp tòa án thu thập chứng cứ, quy định việc hỗ trợ đương sự là người yếu thế trong xã hội thu thập chứng cứ. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, điều 15 của dự thảo luật về việc thu thập tài liệu chứng cứ trong giải quyết vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự và các vụ việc khác thuộc thẩm quyền của tòa án đã được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng quy định những nhiệm vụ của tòa án trong việc thu thập tài liệu chứng cứ. Điều 15 đã thể hiện tòa án có quyền, có nhiệm vụ yêu cầu các cơ quan tổ chức là thu thập chứng cứ. Tòa án có nhiệm vụ tiếp nhận chứng cứ tài liệu đã do các cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp. Một nhiệm vụ nữa là tòa án hướng dẫn các đương sự thu thập chứng cứ. Một nhiệm vụ nữa là tòa án hỗ trợ các đương sự thu thập chứng cứ. Và một nhiệm vụ nữa là tòa án kiểm tra thẩm định các cái chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ. Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình với việc tiếp thu, chỉnh lý về vấn đề này trong báo cáo của Thường trực Ủy ban Tư pháp. Có lợi cái việc mà tòa án thẩm tra, thẩm định, kiểm tra lại những chứng cứ là xác thực và có tính trung thực, đó là một vấn đề hết sức cần thiết. Cho nên cái việc thu thập chứng cứ là đối với tòa án như trong dự thảo trình và cái ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Ủy ban Tư pháp tôi rất đồng tình. Trong dự thảo sửa đổi cũng cho thấy tòa án không từ chối, từ bỏ việc thu thập tài liệu chứng cứ và căn cứ vào tài liệu chứng cứ để làm rõ tại phiên tòa, phiên họp. Trường hợp các bên không thu thập được tài liệu chứng cứ và có yêu cầu thì tòa án hỗ trợ. Tôi nghĩ như vậy là rất là phù hợp và cũng là rất là trách nhiệm. Cũng nên hỗ trợ đương sự là người yếu thế trong xã hội để thu thập chứng cứ trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo quy định của pháp luật là hoàn toàn phù hợp với các quy định của luật khác và cũng như là thông lệ quốc tế. Cái này cũng nên hỗ trợ. Theo Thường trực Ủy ban Tư pháp, cần tiếp tục rà soát để quy định lại cho chặt chẽ việc tòa án thu thập chứng cứ ngay trong dự thảo luật. Thực tiễn cho thấy, nếu tòa án không thu thập chứng cứ trong một số trường hợp, thì có thể gặp khó khăn hoặc không giải quyết được vụ án, vụ việc. Mặt khác, việc quy định tòa án thu thập chứng cứ cần xem xét điều kiện thực tiễn của nước ta về trình độ dân trí, ý thức pháp luật, hoàn cảnh kinh tế của một bộ phận nhân dân, số lượng vụ việc có luật sư tham gia.